bạn nói là thật ra thì người mà bạn thích. Tạm biệt Binat, và hạnh phúc nha. Hôm nay Binat có vẻ hồi hộp quá. Ủa gì nữa chị? Tự nhiên cái hôm nay mà cả dàn mặc đồ đơn giản, có một mình Binat đội cái nón lấp lánh như kiểu là em ở đây nè. Không biết nữa. 10 giây bắt đầu. 10. Anh bấm lên Linh ơi. Linh. Thôi bấm thôi nhờ. No. Đi lên. 9. Đừng có bánh hộ, đừng có bánh hộ thật. Cho em nghỉ xíu, cho em nghỉ xíu. Đi lên. Hãy cùng hãy cùng bạn chia nhau một tô mì bò đi nào. 7. Nếu Trung Huy thích Trung Huy cứ bấm ạ. 6. Đi lên. Cơ hội không đến mất em. Em rất bạn anh lên à. Anh thử điểm. 5. Chỉ có một lần gặp gỡ thôi, bấm đi. Phi Linh à. 5. 5. Hả? Năm hoài rồi chị. 5. Tại vì Phi Linh cần nhiều thời gian hơn mà. Quyết đoán là anh Linh ơi. 4. Mọi người tin em mà. Dung mà về chỗ đi Dung, đừng có tạo tác động cho bạn. 3. Tại vì rung động của trái tim mà. 2. Một. Nghe chị Trinh đó nói rằng thì Phi Linh biết một chút tiếng Trung. Thì ngay bây giờ Phi Linh có thể giúp mình dịch một từ tiếng Trung cho bạn ấy nghe được không nhỉ? Ừ. Ok. Rồi em biết rồi đúng không? Dạ. Rồi hay rồi. Ủa sao không nói đây đi? Cái gì vậy? Đúng là hai người hiểu ngôn ngữ nhau nó dễ quá mọi người. Nếu mà em hiểu thì em dịch luôn cho mọi người nghe đi. À trời là lên phiên dịch trời ơi. Bạn nói là thực ra thì người mà bạn thích. If you find your nose is always sneezing, it must be because I'm always thinking. Chị thấy là một tình nghi là Binat, hai là Phi Linh rồi. Chị ơi hôm nay có hai màu hồng chị ạ. Đối thủ của nhau rồi. Đối thủ của nhau rồi. Ở đây không biết là có ai thích cái gì đến mức độ là phải nghiện không ạ? Là em cũng có ngồi chơi game và em cũng thích uống Sting. Em cũng rất thích uống Sting. Oh. Nhưng mà chơi game cùng với Phi Linh ấy. Chơi game với Phi Linh, uống Sting với Dung. Nhưng mà ra về với lại Lan Hương. Đấy à. Chị Hương khoái hả? Chị Hương vui. Làm em rung quá. Mà chị ơi, chị có thấy là Binat hôm nay mặc cái bộ đồ màu hồng đúng với cái màu Sting luôn. Mọi người thấy mặt em đỏ không ạ? Có. Cái gu em kỳ vậy? À, Binat. Ủa, sao cái gu em kỳ mà anh chỉ em? Oh my god. Bạn nói là thật ra thì người mà bạn thích. Tạm biệt Binat, và hạnh phúc nha.